Còn thức kia mình ra làm gì Ai biết vậy? đâu, đợi đó chờ, biết đâu. Chở gì phan hoài gì? Còn thức kia mình ra làm gì vậy? Trời 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 trời. Trời nãy giờ đó. Có ba gương mặt nha. Hàm nè, Liên Ngô nè, anh Lanh nè, Liên Ngô cho cái này nè. Vậy? Trời, biết cái gì chưa? Đưa đưa cho cả nhà coi. Đó. Hồi sáng ông mới kho đó, đó nè cho nè. Là trái mè chua nhất thế giới nha. À, vậy là sáng kho cá phải không mẹ này, sáng kho cá đúng không? Đúng rồi, mẹ kho cá đó là ui, chua lắm luôn á. Giới, đưa ba trái mè lên đây, đưa cho ba trái mè lên đây. Đó, giờ ai cầm trái nào ăn trái đó luôn hả vậy? Gì? Cái này sao chơi thì sao? À, bây giờ là thử thách ăn trái mè mà cắn 5 lần nhai 5 lần nha. Ai mà ăn hết đường trái tặng 500 ngàn. Ồ dễ ẹt, ăn à, thôi mà. Cắn 5 cái đúng không? Ừ, có nghĩa cắn 5 cái là có nghĩa là trái mè phải chia ra 5 phần. Rồi ok. Đó, rồi cắn rồi nhai rồi nuốt. Ai mặn hết là được thưởng 500 ngàn thôi. Okay, bây giờ để mà cái lực chơi mà nó công bằng hơn, bây giờ mình chuyển sầm đi, ai thua trót ăn cái nhỏ nhất, ai cho ai thua trót ăn cái bự nhất. Là ai thắng là lướt lướt được lựa chọn lựa nhất á. Đúng rồi. Rồi ok đây, vậy đi. Để xuống đi rồi chuyển sầm. Rồi. Đây cả nhà nè nè nhìn thấy chưa? Đó. Okay. Đây là ba trái me mà nó chua nhất thế giới luôn kìa. Nghe nói là nghe nó chua là cả nhà khoái rồi đó. Mình nuốt miếng này giọng chết luôn. Phun ra không có biết thức bọt luôn. Rồi, ủ quế này phải không? 1 2 3 2 3 Ê chế nhỏ 2 3 2 3 Bây giờ gương mặt của ông Hàm nè, bây giờ là đứng lên đây, đứng lên đây. Đứng rồi hả? Ờ, đứng lên nè. À, bây giờ cả nhà mình đứng hết trơn đây nè. Ok, đây. Ok. À, nhìn nè, ăn me mà nhăn mặt là bị lỗi nha. Ủa, sao nó ăn hết là được mà. Ăn hết nhưng mà không được nhăn mặt. Cả nhà mình nói là cận cảnh vô cái mặt của Hàm coi có bị nhăn mặt không nha. Cắn 5 lần nha nha. Gán nha. À, làm sức bò đây, coi cận cảnh mặt rồi. Cho ông Hàm vô giữa đi, cho ông Hàm vô giữa. Vô giữa, giữa phải không? Phan mình phải để ý mặt nó. Chỉ có 500 ngàn thôi đó. Thằng Phạm mà mình phải coi cái mặt nó mà Phạm thua nha. Ok ok. Thua là phải coi liền. Em cắn em cười được không ta? Cười là nhanh đó. Có nghĩa là mày làm sao không có biểu cảm hoài vậy đó. 1, 2, 3 bắt đầu. Cắn lần thứ nhất. 1 lần. 2. Ơi sao nó cười? Rồi trời sao nó cười đó. Cười nghe. Chua là được rồi. Thì ăn me là cười vậy mà. Thôi cười. Ăn me mà cười. Không cho cười. Đúng rồi. Không cho cười. Ừ. Con mắt không được nhăn. Đúng rồi đó. Cái nào đi chưa? Nuốt hết chưa? Hôn nuốt hết chưa? Nuốt hết cái cái nữa. Sao chị rất quý chứ? Ăn được rồi đó. Ai bây giờ giao đặt cười thua. Đúng rồi. Ôm chen gian quá à. Tự chọc em cười. Tao có chọc cười đâu. Rồi nè, 1, 2, 3, cánh thứ 2 nè. Ừ. Ngon dữ ta. Làm gì vậy? Làm gì? Khoan. Rồi thua rồi. Chảy nước mắt luôn. Rồi sao? Thấy me này sao? Ngon. Ngon. Bên đây Liên Ngô đẩy vào nước miếng. Anh Lanh là nãy vào nước miếng. Đặt xảo xảo rồi. Ngon. À, bây giờ người thứ hai tới anh Lanh đi, anh Lanh vô giữa Hàm coi nha. Bọn chua nếu mà hả? nếu mà ba người thua hết á thì mình sẽ là lấy 500 nó mua bia. Ok. Gán lên, gán lên. Mà được rồi á thì mất. Nha. À, coi anh Lanh kỹ nha. Rồi cắn nha. Cắn nha cả nhà. Trái hơi bự nha. Cố lên anh Lanh, cố lên. Ừ, đúng rồi. Đừng có sao chân trắng như cha nổi. Đúng rồi, cái này không phải là nhăn nha. Ơi, thưởng thức rồi. Nếu cảm mà theo mà trọng tài phán xét có thể là lua luôn. Cố lên anh Lanh, cố lên. Anh Lanh, đừng có chọc nữa. Chạy cái gì anh Lanh? Cắn cái thứ hai. Ôi, cái này là chọc người ta cười nha. Ok, rồi nuốt được cái. Ôi trời, hay cạch. Trái bự thôi chắc. Ừ. Cố lên anh, cố lên. Đây là biểu cảm. Cố lên. Chỉ có đủ chua. Ôi cái này nó chọc người ta. Sao vậy? Chị hơi nổi rồi. Trời trời, chua cho dây cái nước mắt luôn rồi. Ủa chua lắm hả? Mấy ông này dở rồi. Rồi ok, rồi dở.
Phan, phan nha, bây giờ mình phải dở mặt Liên Ngô rồi. Okay, dạ, dạ. Ok, ok. Cảnh mặt Liên Ngô nha. Rồi, dạ, dạ, dạy nước mắt luôn rồi. Sao sao? Bây giờ anh lên thấy là me này có chua dữ không? Không biết chua không nói chứ là thua rồi. Chua không? Thua rồi, thua. Thà chua không? Quá trời chua luôn, chị không nổi đâu. Me nói chua giả mà ăn chua luôn. Sao? Mấy ông này ăn chua yếu quá à. Ok. Nói với hai bạn mình sao? Sao? Mấy hai ông này cùa bắp quá. Em đây nè, ăn chanh này kia hả? Có gì đâu. Trời ơi, mấy cái đồ quỷ. Cái me nó chua kỳ lắm nha. Sao? Nhưng mà em nghĩ em sang được. Ok, ok. Trái nhỏ nữa. 1, 2, 3 đưa cho miệng cắn nào. Ok. Đưa con cắn á. Cái thứ nhất. Trời ơi. Trời ơi. Không có sức đi. Đây, coi như cái đấy quần này. Được, được. Rồi, rồi. Cái đậu được rồi. Rồi, cái thứ hai. Rồi, cái thứ hai. Ngon. Ngon hả? Chị có thể ngon không vậy? Cái thứ hai. Ngon. Cái thứ hai nào. Rồi, cái thứ hai. Đây là nhìn cắn mặt nè. Nè, muốn hết nổi rồi. Ơi coi chừng cắn cắn đó nha. Rồi sao vậy? Mặt ăn me là gì biểu cảm kỳ vậy? Không, cái này cảm giác ngon lắm anh. Nó ngon kiểu đó là. Trời ơi, mới cắn hai cái sắp hết rồi. Rồi, rồi. Cắn cho được 5 cái nha. Rồi, mới được. Ờ, kia là 5 mới được. Đúng rồi đó. Rồi, cái thứ 3 nè. Đúng rồi. À. Nhà trời, trời ơi, ngon cả nhà. Trời ơi trời. Trời ơi, thấy cái ngon cái gì ta. Ngon. Không. Xíu hào luôn mọi ơi. Được không? Rồi cái thứ tư nè. Thấy con mắt hay sao hay chẳng chẳng. Bà cái lé luôn. cái này là bình thường có lắm mấy cái đồ quỷ. Bình thường không? Gần tới cái cùi nè. Rồi, cái thứ tư. Gì 500 ngàn cố gắng lên. Cố gắng lên luôn rồi. 1, 2, 3 nè. Cái này phải có miếng mua ớt. Ừ, không có mua ớt, có mua ớt hoàn toàn nè. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Không chịu nổi. Chảy nước mắt luôn rồi. Ủa gì vậy? Hồi nãy. Ủa nãy con ngon quá. Kỳ quá. Trời ơi. Không phải, me nó kỳ, nó vừa chát, nó vừa cưa. Trời ơi, cái hầm găng của em. Chị nói cười cười bóp. Nhưng mà hết nổi rồi, nó thiệt chứ, xong mà nó chua dữ chứ trời. Mình cắn hai cái, Liên Ngô được 4 cái. Không, cái em có hơi nhỏ nè. Nhưng mà nó chát, vừa chát vừa. Cái hầm găng. Trời ơi. Ôi bây giờ em muốn ăn nữa đâu. Dạ. Ôi hết rồi. Cứng cái càm luôn rồi. Thôi bây giờ là chơi trò chơi nào, bây giờ ai ăn hết trước nhận 500 ngàn chưa? 1, 2, 3. Trời ơi, trời, tôi còn nguyên cái trái bự vậy, kêu tôi đua chứ tôi chịu thua chứ đi. Tôi chịu thua chứ rồi đó. Làm gì? Trời ơi. Ủa? Nhanh vậy? Ôi trời. Em còn nhiều quá, đâu dám cắm. Tôi là cua rồi đó. Rồi. Gì 500 ngàn nghỉ ăn cơm luôn. Ok. Thì giờ em đã là Duy Ngô chiến thắng là ăn mẹ phải không? Ăn mẹ nghỉ ăn cơm. Nghỉ sao? Ok. Rồi bây giờ hầm găng của em á. Cái nhà bà đã không thở mạnh ra coi. Bây giờ em kêu kia nghiến cái răng nó kêu kẹo 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 luôn á. Chưa hết. Cái nhà ăn thử á, mày lên cây cái me ăn chiều, ăn thử con trái à.